Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, nhiều nơi có mưa trên 100mm như là Mường Tè, Lai Châu 177mm, Cảm Nhân Yên Bái 107mm, Thành Long Tuyên Quang 116mm. Dự báo mưa vẫn sẽ duy trì trong ngày và đêm 9 tháng 8. Ở khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần hết sức lưu ý. Các nơi khác, mưa có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Do duy trì mưa nên nhiệt độ trong ngày không tăng quá cao, chỉ từ 30 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Cũng nằm trong xu thế chung của khu vực, thủ đô Hà Nội ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 33 đến 34 độ. Chiều tối, mưa có thể xuất hiện với khả năng mưa là 70%. Vì thế, quý vị vẫn cần mang thêm các vật dụng che mưa bên mình. Tối và đêm mát mẻ, mức nhiệt thấp nhất là 26 độ. Trái lại, thành phố biển Đà Nẵng của miền Trung thời tiết lại có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 38 độ. Người dân có các hoạt động nghỉ dưỡng tại đây cần mang theo ô dù, mũ nón để chống nắng. Tối và đêm nay, nhiệt độ hạ về còn 28 đến 29 độ, có gió biển điều hòa nên cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn. Với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới mưa sẽ có xu hướng giảm. Chiều tối có thể có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Còn ban ngày trời nắng và hầu như không mưa. Nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ tại Nam Bộ. Đến với thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh, và ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa nay là 34 độ. Mưa vẫn duy trì nhưng cường độ đã giảm bớt so với những ngày vừa qua. Tối và đêm nay mát mẻ, nhiệt độ hạ về 26 độ. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.